đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Hàn Quốc ở trận đấu thứ hai tại ASEAN 19. Sau khi thua 2 set đầu với tỷ số 16, 25, 22 đến 25, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã cải thiện lối chơi và thắng liền 3 set sau với điểm số 25 đến 22, 25 đến 22 và 15 đến 11. Chiến thắng ngoạn mục trước Hàn Quốc giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, toàn đội đã chơi tốt nhờ đỡ bước một hiệu quả và giữ tinh thần thi đấu ổn định. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược ngoạn mục. Khi biết đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Hàn Quốc ở ASEAN 19, ban huấn luyện và các vận động viên hiểu rằng phải đỡ được bước một, đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra phải củng cố tinh thần. Khi các cầu thủ có bước một tốt, các mảng miếng của đội đã hình thành trong năm nay. Chúng ta đã chơi gắn kết. Trong hiệp 1, sở dĩ Việt Nam thua Hàn Quốc bởi các tuyển thủ chưa đỡ bước một hiệu quả. Sau đó toàn đội điều chỉnh và thi đấu tốt hơn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ. Vận động viên Việt Nam đã tiến bộ về tâm lý nhưng chưa phải là tốt. Khi thua, tôi có nói học trò rằng tại sao trong năm nay chúng ta có nhiều trận thắng 3, 2. Đến khi thua 0, 2, toàn đội mới thắng set 3 và sau đó chơi quật khởi. Tức là các cầu thủ phải bị dồn vào bước đường cùng rồi mới thể hiện các kỹ thuật tốt hơn. Còn bao nhiêu sức lực thì lúc đó mới thể hiện. Về lâu dài, ban huấn luyện sẽ khắc phục cho vận động viên. Khi phải bước vào set 5, ngoài yếu tố bản lĩnh, chúng ta còn cần cả may mắn. Các vận động viên Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dặn dò vận động viên Đoàn Thị Lâm Oanh gặp vấn đề tâm lý ở khoảng thời gian đầu trận, nhưng sau đó chuyển hai của đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi ổn định. Khi bước vào trận đấu, Lâm Oanh xuất hiện tình trạng tâm lý. Ban huấn luyện sau đó động viên Lâm Oanh lắng nghe hơn, sau đó đội bắt đầu tổ chức lại các tình tiết trên sân. Với những trận đấu như vậy, hơn nhau một, hai quả, có nghĩa chúng ta không thể chuyển bóng theo cảm hứng được, mà phải theo từng thời điểm và quan sát được hàng chắn. Ba hiệp cuối, đội tuyển Việt Nam không đánh về số 4 mà chỉ đánh về số 2 khi phát hiện được khe hở để có thể ăn điểm. Đó là thành công của đội, huấn luyện viên Tuấn Kiệt nói. Trong set 4, huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng gây bất ngờ khi tung cả hai chuyển hai, Lâm Oanh và Kim Thoa, vào sân. Ông chia sẻ, Kim Thoa đã thể hiện tầm ảnh hưởng trong các set thắng của Việt Nam. Ngoài kỹ thuật chuyền, Kim Thoa còn phát bóng tốt và ổn định. Khi Thoa hay được khó khăn cho đối thủ, chúng ta mới chắn được bóng. Chúng ta phải hiểu rõ vận động viên của mình lúc nào cần sử dụng ai. Huấn luyện viên của đội bóng chuyền nữ Việt Nam cũng dành lời khen cho đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, người đã chơi rất nổi bật ở trận này. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt Kiều Trinh là vận động viên có kỹ thuật rất tốt, dù không có chiều cao tốt. Theo chiến thuật tôi xây dựng, Thanh Thúy là người phụ trách dứt điểm những pha bóng tầm cao, còn Kiều Trinh luôn hoạt động về chiến thuật. Kiều Trinh làm các mảng miếng chiến thuật tốt và xuyên suốt các giải vừa rồi. Vận động viên này tiến bộ vượt bậc về kỹ năng đỡ bước một và phòng thủ. Còn về tinh thần, không chỉ Kiều Trinh mà các vận động viên đều thể hiện tốt, huấn luyện viên Tuấn Kiệt nói. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn hai trận đấu, lần lượt gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc để xác định tấm vé đi tiếp. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt nhấn mạnh, đội sẽ dồn sức cho trận gặp Triều Tiên, cố gắng xây dựng đấu pháp hợp lý để đi tiếp.